Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì hai anh em của mình tiếp tục đi câu gắn mối nữa ha. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng với anh em mình đi câu gắn mối nha các bạn. Rồi. Bắt đầu ha. Nó không lắc nổi luôn nè. Mọi quá à. Trời ơi, đi câu cũng bắt quay luôn anh Phúc nè. Biết quay YouTube luôn. Được hả? Chạy dưới chắc nấp luôn rồi. Trời. Trúng. Thấy không? Thấy chưa? Sao chưa đây? Dính rồi, dính lên chưa? Kênh gì Điền? Hả? Kênh gì? Phạm Tâm. Hả? Phạm Tâm. Phạm Tâm hả? Dây đi luôn hả? Trời ơi, đẩy tiêu rồi. Cái lưỡi này bị sao rồi. Lâu lâu được con giật sấy thôi Phương. Ý vỏ đây nè. Đổ vô đám này nè. Đi cái đường này đi cái lại kia cái gì đó.
Cảm giác thôi hả? Không phải cảm giác mà nó chạy xuống đây, nó chạy luôn chú xuống nữa chứ. À. Con này hơi nhỏ. Khùng ha. Đuổi đó cũng khó ăn đó. Rồi, không có đưa lưỡi vô đó, khỏi lấy luôn. Rồi, thua luôn. Rồi. Hay quá. Chắc ăn chưa? Chắc ăn rồi phải không? Trời ơi, đi nãy giờ cái tiếng đồng hồ mới được một con nha các bạn. Ui, tính đi về luôn rồi đó. Quá trời bự. Nãy cả nhà ơi. Bung. Gỡ cái đâu hả? Xây cái này ra nè. Quái nghe thắt. Chị ngính luôn hả? Rồi. Máu không vậy? Rồi sao ai dính cái áo anh máu không nè? Rồi đây đây. Hên. Đầu có tinh thần lại ha. Nãy giờ mình đi tầm khoảng gần 2 tiếng rồi các bạn. Thu hoạch được có con cá mối nè, với hôm trước được mấy con nữa. Rồi mình xin tạm dừng video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.